Cậu, sao mày để cho tao ăn sáng với uống sữa một mình vậy? Thì cậu ăn lẹ lẹ đi, rồi ra đây chơi với tôi, chứ ở trong nhà hoài buồn lắm. Ừ, cũng buồn thiệt. Mày đang làm gì đó? Tôi đang nhổ cỏ nè. Mình mới nhổ mấy cái cỏ trong cái chậu này, chứ để nó mọc lên nó làm cây chết hết á. Nhổ cỏ là nhổ mấy cái này hả? Ừ, nè, mấy cái này nè. Ê, vậy mày cho tao làm với. Cậu làm được không á? Được chứ. Để tao nhổ chậu này cho, mày nhổ mấy chậu kia đi. Rồi, vậy nghe, nhớ nghe, cỏ là mấy cái này nha. Má dạy nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc. Trời đất ơi, nè 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 nè, con làm cái gì vậy Lương? Con nhổ cỏ, má dạy con nhổ cỏ phải tận gốc, vậy cỏ mới không sống được. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời đất ơi, thì sao? Sao đâu? Dạ. Dạ, dạ thưa bà chủ gọi tôi. Chị coi nhà cái kiểu gì vậy? Tôi đã dặn là không để cho cậu hai đụng vô đất cát mà. Dạ, tại tôi giặt đồ của cậu hai ở đằng sau á, nên không biết thằng Thành nó dẫn cậu hai ra đây à. Dắt cậu hai vô thay đồ, rửa tay rửa chân đi. Dạ dạ, đi cậu hai vô rửa tay rửa chân. Tan Thành nó còn dơ hơn nữa kìa. Làm đi vô rửa tay với tao. Con đi vô trước đi, lát Thành nó vô sau. Dạ dạ, đi đi cậu. Mày coi cậu cái kiểu gì vậy? Coi cậu mà để cho cậu phá hết mấy cái chậu của tao vậy? Dạ thưa bà, cậu làm con bất ngờ quá, con cũng đâu có cản kịp. Có phải lỗi của con đâu bà. Mày không có lỗi hả? Lỗi của mày lớn lắm. Lỗi của mày là sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với con tao. Mày lấy hết những cái lanh lẹ khỏe mạnh của con tao. Từng ngày có mày về nhà là trong nhà tao xảy ra đủ thứ chuyện hết. Ông chủ đi ngoại tình rồi chết là vì muốn có đứa con trai khỏe mạnh như mày. Mày chính là nguyên nhân của cái sự xui xẻo của nhà này đó. Thằng Tấn, thằng Tấn đâu? Dạ, bà chủ. Đem thằng Thành ra ngoài sau giếng trói lại cho tao. Dạ, con làm liền. Đi mày. Thành, Thành ơi, sao thê thảm dữ vậy? Anh xin lỗi nha, anh không qua nhà phụ lợp nhà đâu. Trời đất ơi, tới giờ này mà anh nghĩ tới chuyện phụ em nữa hả? Anh có đau lắm không? Sao bà chủ ác với anh quá vậy? Không phải, tại anh làm hư châu kiển của bà. Hư thì đền, chứ tại sao đánh người ta nát da nát thịt như vậy? Nói hay lắm. Mày lấy cái gì để đền? Mấy cái châu kiển đó ông trồng từ lúc sinh thời tao quý còn hơn vàng hơn bạc, mà tụi bay đập nát như vậy đó hả? Mấy cái mạng cười của tụi bay đền không nổi châu kiển của tao nữa đó. Còn thằng Thành, mày bị đánh còn chưa biết tội, còn rủ người tụ tập sau giường nói xấu chủ như vậy. Thằng Tấn đâu? Dạ. Mày đánh nó 30 rồi, bỏ đói 3 ngày cho nó chừa cái tội nó xấu chủ. Bà chủ, mày đi ra chỗ khác. Bà ơi, anh Thành, anh Thành ơi. Ba mẹ sinh con cùng ngày cùng tháng cùng năm với cùng chủ cùng chết. Đến bây giờ con khổ như vậy. Gái đi,
đi. Mày gái cho tao nghe đi dế. Tao buồn lắm luôn á. Tao giận mày luôn. Mày thân với thằng Thành hơn tao. Thằng Thành nó kêu á là mày gái, còn tao kêu thì mày không gái á. Mày nhớ mặt mày nghe chưa? Cậu chủ, tối rồi, uống hết ly sữa rồi tôi văn một cho con ngủ. Sao tao nói nghỉ chơi với mày mà không cho mày vô phòng tao sao mày không nghe? Thôi mà, tôi văn mùng nhiều khi thẳng thớm, đẹp hơn Thành văn luôn á. Nhưng mà tao không có muốn ai làm hết, tao chỉ muốn thằng Thành làm cho tao thôi. Nhưng mà thằng Thành bây giờ đâu có chơi với cậu nữa đâu, nó chơi với Huệ rồi. Mày đừng có xạo. Thằng Thành á, nó đang đi kiếm con Huệ về đây cho tao nè. Thôi mà cậu chủ, hai đứa nó giờ đâu muốn chơi với cậu, tụi nó muốn chơi riêng với nhau rồi. Mày đừng có xạo. Mày xạo hả? Mày xạo. 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 Thành ơi, mày đừng có đi chơi mà bỏ tao nữa mà. Mày chơi với tao. Mày chơi với tao đi mà. Trời ơi, là em Huệ nè, không phải ma. Cậu hai, em Huệ nè. Thì cậu hai thấy mặt em không? Huệ hả? Ừ, không phải ma. Ủa, Huệ, Huệ tới chơi với tôi hả? Để tôi ra mở cửa nha. Không phải tới chơi. Hả? Em tới chắc cậu tới chỗ này. Thôi, buổi tối đi ra đường thấy ghê lắm. Có ma, con ma nó cắn á. Chỗ này không có ma, mà có Thành. Có Thành hả? Vậy đi liền, để chút. Anh vậy? Là bà chủ. Bà chủ kêu anh Tấn đánh Thành vì tội làm hư chậu kiện á. Làm hư chậu kiện là tao mà. Tao là người nhổ cái cây đó chứ đâu phải thằng Thành. Cậu hai. Ủa? Mà sao nó nhắm mắt vậy? Nó chết rồi hả? Thôi cậu sâu đèn giùm em đi. Mấy bữa nay không có ăn uống gì hết. Em cho anh uống miếng nước. Em sợ anh chịu uống không nổi á. Cậu cầm bánh mì nữa cho mày. Thành ơi, mày đừng có chết mà mày bỏ lại tao với Huệ hả? Tao không thích vậy đâu. Mày chết là giống như ba tao á, bỏ vô cái hòm mặt trắng nhất à. Đừng có chết. Cậu hai, anh Thành. Anh Thành nói được rồi kìa cậu hai. Cậu hai với Huệ đừng lo, tôi chưa chết đâu. Anh Thành nói được rồi kìa cậu. Anh Thành nói được rồi kìa cậu. Tao nghe rồi. Thành, mày mở mắt ra chơi với tao đi. Mở mắt ra.